Bạn nào đang gặp vấn đề về IELTS Listening và Reading thì có thể tham khảo gói học IELTS Listening và Reading online của tụi mình tại trang web jimmyenglishhome.com nha. Hello, hello everyone. Welcome back to another video about IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải một chủ đề nữa ha, trong buổi IELTS Speaking quý này. Một chủ đề mà bạn Tùng Nguyễn có vẻ là đang rất là cực khổ để có thể tìm ideas ha, và bạn cũng sắp thi rồi. Cho nên là hy vọng là cái video này có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi, và đồng thời là chúc Tùng đi thi sẽ gặp được nhiều may mắn và có kết quả thi thật tốt nha. Ok, chủ đề của ngày hôm nay đó là Describe a song that you think is interesting. Và trước khi bắt đầu video thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây để like cũng như để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là một số cái key vocabulary to describe a song, những cái từ vựng quan trọng để mình miêu tả một bài hát ha. Thì sẽ có rất là nhiều từ vựng bạn cần phải biết để miêu tả một bài nhạc. Đó, nhưng mà mình sẽ giới thiệu những cái từ chính yếu nhất. Đầu tiên đó là a typical song structure, một cái kết cấu cơ bản của một bài hát. Thì nó sẽ có ba thứ, đầu tiên là verse. Verse như là cái lời một của bài hát, nó dẫn vô cái bài hát ha. Đó, thì gọi là verse. Và thường thì sẽ có khoảng 2 verse trong một cái bài hát. Ví dụ verse 1, verse 2. Chorus sẽ là phần điệp khúc. Cái điệp khúc của bài hát mình đọc là chorus ha. Chorus đó, là cái phần điệp khúc của cái bài hát á. Và thứ ba là bridge. Bridge là cái phần mà thường là nằm ở gần cuối bài hát, cái phần mà chuyển đổi giữa cái verse với lại cái chorus để kết thúc cái bài hát ha. Nó sẽ đổi một chút xíu về giai điệu đó, thì là gọi là cái bridge ha. Thì đây là cái ba phần căn bản nhất cũng như là phổ biến nhất của một cái bài hát. Rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại cái trang web mình để ở đây ha. Thứ hai là một số từ khác để miêu tả một bài hát nè. Đầu tiên là từ melody. Melody là thuộc về cái giai điệu đúng không? Giai điệu của một bài hát. Và tempo. Tempo là cái nhịp, cái tốc độ của cái bài hát đó, tiết tấu của bài hát đó, nhanh hay là chậm. Ví dụ như low tempo, moderate tempo, hay là fast tempo, hay là quick tempo cũng được. Và cuối cùng là lyrics. Lyrics nhớ cách đọc đó là lyrics, chứ không phải là lyric ha. Cái gì bạn hay đọc thành like với ly, nó là lyrics. Lyrics. Rồi, thì tương tự các bạn muốn có thể tham khảo thêm á, thì các bạn có thể vào cái trang web này. Words to describe music thì có rất là nhiều từ vựng hay trong đó ha. Nó chi tiết cụ thể luôn là những từ nào dùng để miêu tả melody, từ nào miêu tả tempo và từ nào để miêu tả lyrics. Các bạn có thể vào để tham khảo ha. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách miêu tả một bài hát, mình thấy trang này khá là hay. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái phần brainstorming. Dành cho các bạn nào muốn nói theo ý riêng của mình ha, mình sẽ cho các bạn một cái dàn ý. Đầu tiên là what song is it? Mình sẽ trả lời thẳng luôn ha. I'm gonna talk about the name of the song. Sau đó mình paraphrase ha. Which is a song that I find pretty intriguing. Một cái bài hát mà tôi thấy rất là thú vị. Intriguing là very interesting ha. Intriguing. Tiếp theo mình sẽ nói về what kind of song is it and who performs it. Đấy, ví dụ mình nói là it's a pop song, a country song, là a rap song performed by. Đó, tên của người trình diễn ha. Sau đó mình giải thích chút xíu. Who is. Tiếp theo mình nói về what story does it tell, là cái nội dung chính của bài hát là về cái gì. Ví dụ các bạn có thể nói là the main story of the song is about. Đó, is about cái gì. Thường cái thì là hiện tại đơn ha. Tiếp theo mình nói về when did you first listen to it. Đó, thì dùng cái bộ khung thân thuộc khi mà nói về when trong quá khứ ha. If I'm not mistaken, I first listened to it about ago. At the time, thì thời điểm đó cái bối cảnh diễn ra cái sự việc mà mình nghe cái bài hát này, cái điều dẫn đến cái việc mà mình nghe cái bài nhạc này ha. So, đó. Tiếp theo là do you still listen to it now? Why do you think it is interesting? Mình lại tiếp tục dùng bộ khung quen thuộc ha. There are several reasons why this song is particularly interesting to me. For one thing, the first reason, lý do thứ nhất ha. For another, lý do thứ hai, plus, also, hoặc là besides, lý do thứ ba. Và kết bài các bạn có thể nói về would you recommend this song to others. Đó, cái gì hay thì mình sẽ, cái cách mình hay sẽ là đề xuất cho người khác ha. Đó, bạn nhớ, cứ cái gì hay, ví dụ một cuốn sách hay, một bộ phim hay, một bài nhạc hay, một cái nhà hàng ngon đó, thì mình sẽ đề xuất nó cho người khác bằng cách là mình kết cái bài đó. Thì cái bài đó nó sẽ vừa hay mà nó vừa đỡ cục đấy ha. If you are looking for a great song to listen to in your spare time, you should definitely give this song a try. Ok,
Đây là cái dàn ý tham khảo cho bạn nào mà muốn tự nói riêng theo ý của mình ha. Các bạn có thể tham khảo cái dàn ý này. Và bây giờ mình sẽ đến với cái phần bài mẫu ha. Rồi, mình sẽ nói về một bài hát của Đen Vô, bài hát mới ra luôn ha, cho nó thời thượng cũng như là nó dễ. Ok, I'm gonna talk about a Vietnamese song that I've been listening to recently, which I find pretty intriguing. It's called Mang Tiền Về Cho Mẹ, which means Bring More Money in English. It's a meaningful rap song performed by Đen Vô, who is a famous rapper in Vietnam. If I'm not mistaken, I first listened to this song about 2 months ago. At the time, I was browsing YouTube and this song was number one on trending, so I clicked on it. And right after the first verse, I was totally hooked. It had many wonderful lines and they rhymed beautifully with each other. The melodies were uplifting and tuneful with a moderate tempo. The lyrics were clever yet poetic. All the verses were tied nicely with a mellow chorus, assisted by Ngọc Giao, a female singer with a really powerful voice. Since then, this song has become one of my favorites. To tell you the truth, I've listened to it more than 100 times already, but haven't gotten sick of it. I still play it every day on my phone and usually sing along to it. There are several reasons why this song is particularly interesting to me. For one thing, its lyrics are deep, with lots of great messages for the listeners. I am especially impressed with the one that goes, Mom's son is only a servant, but wants life to treat you like a queen. For a family person like me, it's indeed a great line. For another, the rap star's voice is a perfect fit for the song. I'm not a huge fan of rap, but still in love with his relaxing, rhythmic style of music. If you're looking for a fabulous song to listen to in your spare time, you should definitely give this song a try. It has English subtitles, so you don't have to worry about a language barrier. Ok, đó là toàn bộ nội dung cho cái bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch lại một lần nữa nè. Thì tôi sẽ nói về một cái bài hát nhạc Việt mà tôi đã và đang nghe gần đây, mà bài hát mà tôi thấy rất là thú vị ha. Nó nhớ là intriguing, I find pretty intriguing. Intriguing. Intriguing ha. It's called, nhớ là called. Called. Chứ phải là cold ha. It's called Mang Tiền Về Cho Mẹ. Nó gọi là Mang Tiền Về Cho Mẹ, which means bring more money in English. Có nghĩa là bring more money trong tiếng Anh ha, nhớ là in English chứ không phải là by English nha. Có nhiều bạn hay dịch là by English, no, in English. Đó, khi bạn giới thiệu bài hát nhạc Việt, bạn nhớ dịch nghĩa cái tên nó ra ha. It's a meaningful rap song performed by Đen Vô. Nó là một cái bài hát nhạc rap rất là ý nghĩa ha, được trình bày bởi Đen Vô. Rồi làm rõ nó ra nè, who is một người rapper nổi tiếng ở Việt Nam, a famous rapper in Vietnam. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là khoảng 2 tháng trước. Và thời điểm đó thì tôi đang lướt YouTube, cái câu trước này các bạn quá quen rồi đúng không? I was browsing YouTube. Và bài hát này thì nằm ở top 1 trending. No, this song was number 1 on trending. So I clicked on it. ED thành là chữ T ha, clicked on it. And right after the first verse, và sau cái verse đầu tiên thôi, thì I was totally hooked. Và tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi nó. I was totally hooked. Một cái từ mình cũng đã dùng vài lần rồi ha. It had many wonderful lines. Nó có rất là nhiều cái lời, cái câu rất là hay. Thì lines nhớ hay là những cái câu, những cái lời trong cái bài hát á. And they rhymed beautifully with each other. Nhớ là rhyme, giống như rhymastic đó, đúng không? Biết tắt là rhyme, là vần ha. Rhyme beautifully with each other. Và chúng rất là vần với nhau, đúng không? The melodies were uplifting and tuneful. Cái giai điệu thì rất là vui tươi và gì? Êm tai. With a moderate tempo, với gì? Một cái tốc độ đó trung bình. The lyrics were clever yet poetic. Thì cái lời bài hát thì rất là thông minh. Tức là khi mình nghe cái lời bài hát đó, mình phải suy nghĩ về nó mới hiểu được cái nghĩa của nó. Đó là clever ha, yet poetic, mang tức chất thơ, nghĩa là dùng một cách rất là văn chương, rất là nghệ thuật ha. All the verses were tied nicely with a mellow chorus. À, thì tất cả các verse sẽ được gì liên kết với nhau một cách rất là hay,
với một cái điệp khúc rất là du dương, a mellow chorus assisted by Ngọc Giàu, hỗ trợ bởi vì Ngọc Giàu, một ca sĩ nữ với một cái giọng hát rất là nội lực, with a really powerful voice. Hi. Since then, kể từ đó trở đi thì sao? This song has become one of my favorites. Thì bài hát này đã trở thành một những bài hát yêu thích nhất của tôi. To tell you the truth, yeah, the truth, ha. I've listened to it more than 100 times already. Thì tôi đã nghe được cái bài hát này hơn 100 lần rồi ha. Đã nhớ nghe bao nhiêu lần thì bạn thay vô. Hiện tại hoàn thành nha, đã làm gì đó bao nhiêu lần, hiện tại hoàn thành. But haven't gotten sick of it. Tiếng Anh Mỹ thì là haven't gotten. Còn tiếng Anh thì haven't got cũng được ha, sick of it. Nhưng mà vẫn chưa thấy chán. Rồi tôi vẫn nghe nó mỗi ngày trên điện thoại. And usually sing along to it. Và thường hát theo nữa. Sing along to, hát theo. Có một vài lý do mà tại sao cái bài hát này đặc biệt là thú vị đối với tôi. Một trong những lý do đầu tiên là gì? It's lyrics, nhớ là lyrics ha, lyrics. Thì cái lời bài hát của nó thì rất là sâu sắc, are deep, with lots of great messages for the listeners. Thì với rất là nhiều cái thông điệp tuyệt vời cho cái người nghe. I am especially impressed with the one that goes. Thì tôi đặc biệt ấn tượng bởi một cái lời bài hát mà là, that goes giống như là kiểu là ha, cụ thể là đó. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ đó, nhưng mà muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Mom's son is only a servant but wants life to treat you like a queen. For a family person like me, đối với một người mà thiên về gia đình như tôi á, thì it's indeed a great line. Thì nó thực sự, indeed giống như là really, actually, really đó. It's indeed a great line. Hoặc là truly, nó thực sự là một cái lời hay. For another, lý do thứ hai là gì? The rap star's voice. Thì cái giọng của cái ngôi sao nhạc rap này ha, là một cái thứ hoàn hảo cho bài hát. A perfect fit for the song, là một cái thứ hoàn hảo cho bài hát ha. I'm not a huge fan of rap, but still in love with his relaxing, rhythmic style of music. Tôi không phải là fan của nhạc rap đúng không, nhưng mà vẫn thích cái phong cách âm nhạc thư giãn cũng như là vần điệu, the rhythmic ha, rhythmic, là vần điệu ha. If you're looking for a fabulous song to listen to in your spare time, nếu bạn tìm kiếm một bài hát hay, fabulous sẽ giống như là great đấy ha, để nghe khi rảnh rỗi thì you should definitely give this song a try. Thì bạn nhất định là nên thử cái bài hát này đi. Definitely give this song a try. It has English subtitles. Nó có gì sub tiếng Anh ha. Cho nên là sao? You don't have to worry about the language barrier. Thì bạn không phải lo lắng về cái rào cản ngôn ngữ. The language barrier. Ok, đó là toàn bộ cái từ vựng cũng như là cái bài mẫu cho video ngày hôm nay ha. Hy vọng là nó đã bớt cho các bạn. Các bạn đừng quên like cũng như để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching. And I'll see you guys in the next videos. Bye bye.